Xin chào mọi người, mình tên là Remy. Tên tiếng Việt của mình là Mai Cư. Mình là người Việt Nam và hiện đang sinh sống ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Thì mình đến Trung Quốc cũng được hơn 7 năm rồi. Ông xã của mình là người Hồ Nam, là người Trung Quốc luôn. Và bọn mình có một bé trai tên là Cà Phê, cũng gần được 2 tuổi. Dạo gần đây thì mình muốn quay những cái video về cuộc sống của mình ở Trung Quốc. Và mình hy vọng là mình sẽ làm ra những cái video bổ ích, giúp ích cho những bạn mà đang có ý định sang Trung Quốc du lịch, muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống này, đất nước, con người, hoặc là những bạn mà đang có ý định sang Trung Quốc du học ấy, thì các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cái giá nhà ở hoặc là mức sống sinh hoạt ở đây. Mình giới thiệu sơ về Thâm Quyến theo cái sự hiểu biết của mình đó, là Thâm Quyến là một thành phố trẻ, là thành phố công nghệ của Trung Quốc đó mọi người. Thì hình như là thành phố này có hơn 600 công ty đã lên sàn chứng khoán, mà trong đó có những công ty rất là tiêu biểu, rất là lớn mà mình nghĩ là ở Việt Nam ai cũng biết. Thứ nhất đó là Huawei. Huawei thì là một cái tập đoàn sản xuất điện thoại rất lớn ở bên Trung Quốc rồi, thì chắc mọi người ai cũng biết. Và cái thứ hai là Thịnh Xuyên. Thịnh Xuyên tiếng Latin là Thịnh Xuyên đó mọi người. Tức là WeChat là cái phần mềm mà chat gọi là cũng lớn nhất nhì ở Trung Quốc ngoài QQ ra. Thì cái thứ ba nữa là Tachan. Tachan là một công ty chuyên sản xuất những cái thiết bị dụng cụ giống như là gimbal chống rung điện thoại này, hoặc là những cái máy bay mà không người lái để quay trên không trung á, để mọi người quay toàn cảnh á, về du lịch này nọ. Thì họ rất là nổi tiếng. Thì mình nghĩ là những cái vlogger hay là YouTuber ở Việt Nam á, thì mọi người sẽ biết về cái hãng này. Ngoài ra thì Thâm Quyến nó còn tự sản xuất xe hơi nữa mọi người. Thành phố này nó tự sản xuất xe hơi và cái thương hiệu của nó là BYD. Thì sau này có gì thì mình sẽ quay lại ha. Thêm vào đó, ví dụ như mọi người đến Thâm Quyến du lịch đó, thì mọi người có thể ghé vào cái chợ đồ sỉ đồ điện tử lớn, rất lớn ở Thâm Quyến. Chỗ đó nó có tên là Hỏa Sản Bệ. Mình nghĩ là nếu mọi người tìm ở trên Google thì nó cũng sẽ ra đó. Thì cái chợ đó rất là lớn, đồ điện tử rất nhiều, mọi người có thể tìm được bất cứ cái đồ điện tử nào mọi người mong muốn, ví dụ như ốp lên điện thoại dây sạc pin của tất cả các đời nè. Rồi nói chung là điện thoại cũng rất là nhiều, nhưng mà mọi người nên ví dụ như đến đây mua sắm thì mọi người nên cẩn thận, bởi vì ngay cả người Trung Quốc khi mà họ đến chợ đồ điện tử này họ sắm thì họ cũng khó mà có thể phân biệt được đâu là đồ tốt, đâu là đồ chưa được tốt, hoặc là nguồn gốc của nó thì xuất xứ rất là mơ hồ nha mọi người. Ví dụ mà đi dạo chợ điện tử rồi thì mình cũng có thể đi dạo thêm chợ quần áo, bởi vì khi mà nói đến đánh hàng quần áo thì mọi người hay nghĩ đến Quảng Châu, nhưng mà thật ra Thâm Quyến nó cũng có một cái chợ chợ sỉ quần áo nữa, nó cũng nằm ngay gần nhà mình. Mình chưa đi bao giờ nhưng mà mình thường đi ngang qua. Mình chưa biết giá cả như thế nào, thì sau này nếu có dịp mình sẽ làm những cái video về những cái phần đó nếu mà mọi người quan tâm. Thâm Quyến còn rất là nhiều địa điểm du lịch. Nói chung là không nổi tiếng bằng những thành phố khác, nhưng mà nó cũng có những cái địa điểm du lịch riêng của Thâm Quyến, thì mọi người cũng có thể tham khảo. Và những cái món ăn của Trung Quốc thì nói chung là có nhiều món rất là ngon, mà sau này mình nghĩ là nếu có dịp mình sẽ giới thiệu rõ hơn vào những cái video lần sau. Do mình cũng không có cái khiếu ăn nói lắm cho nên mình xin dừng cái bài giới thiệu của mình ở đây, và mình hy vọng là sẽ được sự ủng hộ của mọi người. Nếu như mọi người có bất kỳ cái thắc mắc nào, muốn biết về Trung Quốc nói thì mọi người có thể thông báo nói riêng, lời nhắn ở phần comment ở phía bên dưới, thì mình sẽ cố gắng đọc và mình sẽ cố gắng tìm tòi để giải đáp được những cái thắc mắc của mọi người. Và hy vọng là sẽ sớm gặp lại mọi người ở những cái video lần sau. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.